Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Amin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay và review cho các bạn một mẫu âm ly dành cho điện thoại. Wow, có lẽ như là các bạn nghe đến đây các bạn sẽ thấy rất là lạ đúng không nào? Cái bộ âm ly chính là những cái bộ mà nó điều chỉnh âm lúc trước ở quê ấy, thì các bạn sẽ thường thấy rằng là những các bác mà thuộc cái lứa tuổi trung niên ấy, họ hay sử dụng để họ hát karaoke này, cũng như rằng là để họ mở nhạc đó, thì những cái âm ly đó thường rất là to và nặng. Và thậm chí là đôi khi mình từng sờ vào hai cái thành quai của cái bộ âm ly lớn đó ấy, thì mình còn bị giật nữa cơ. Cái khả năng mà bị rò điện của những cái bộ âm ly như thế rất là cao. Và điều này thì khiến mình khá là sợ những cái bộ âm ly đó mỗi khi mà chạm vào. Chỉ chạm vào một điểm duy nhất, đó chính là cái nút mà để bật tắt nguồn thôi. Cái nút đó nó là bằng nhựa cho nên là mình tự tin mình chạm vào nhất. Chứ còn những cái nút mà núm vặn kim loại này cũng như là hai cái quai cầm thì gần như mình không bao giờ đụng vào. Đó là về cái phần lịch sử cái tuổi thơ của mình thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đã có những cái bộ âm ly cực kỳ nhỏ gọn hơn rồi. Thì đối với lại cái bộ âm ly này nó cực kỳ là nhỏ gọn và nó dành cho những thiết bị di động, smartphone. Ở đây thì mình sẽ có một cái bộ âm ly có tên là NX1S. Đó, đây là đến từ hãng Topping các bạn nhé. Đây là một hãng Trung Quốc. Cảm ơn Tai Nghe Việt đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả. Theo như giá mình tham khảo ở một số web thì mình thấy rằng là nó có mức giá lên tới gần 1 triệu đồng cơ. Nhưng tại Tai Nghe Việt thì nó chỉ có hơn 700 nghìn đồng thôi. Đây là một điều mà thật sự rằng là mình thấy rất là bất ngờ. Mức giá tốt như thế này thì rõ ràng chúng ta cũng nên thử để trải nghiệm. Và cái âm ly dành cho điện thoại này nó thật sự rất là phù hợp cho những người nào mà mới bắt đầu chơi nhạc trên những thiết bị di động. Đó. Rồi, đây là chơi nhạc chuyên nghiệp luôn các bạn nhé. Chứ không phải đơn thuần chỉ là cắm vào để nghe nhạc hay hơn như những người nghĩ đâu. Đây là chơi nhạc chuyên nghiệp đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính nào. Sơ qua bên trong hộp thì chúng ta sẽ có vài cái tập sách hướng dẫn sử dụng này, cũng như là vài cái miếng dán 3M. Đó, rồi là một cái miếng mà để lót kẹp giữa cái phần âm ly này và cái chiếc điện thoại của chúng ta. Đó, kẹp cái này là kiểu như chống trầy mặt lưng cho điện thoại thôi. Rồi là chúng ta sẽ có gì này? Dây su. Dây su này thì nó sẽ thực hiện là cố định cái bộ âm ly đằng sau cái điện thoại, lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Rồi là một cái jack 3.5 to 3.5, một cáp sạc micro USB. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó chính là cái cổng micro USB, cho nên là ở đây chúng ta sẽ có một cái cáp sạc micro USB như thế. Nhân vật chính ở đây các bạn có thể thấy được rằng là nó có một cái thiết kế trông rất là tối giản luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một bề mặt phẳng này. Ở phần cạnh viền thì chúng ta sẽ thấy nó cong một tí này ở đây. Đó, sau đó nó vác thẳng như thế này. Con này thì nó sẽ không thiên về cái trải nghiệm cầm nắm đâu các bạn nhé. Nó sẽ kẹp vào điện thoại, lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Đó. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một cái bộ núm vặn. Và trên cái nút vặn này chúng ta sẽ có những cái gai nhất định để nó tạo ra một cái độ bám khi mà chúng ta vặn. Đó. Cái nút vặn này thì nó cũng sẽ vừa đảm nhiệm đó chính là tăng giảm lượng cũng như là nút nguồn luôn. Đây, các bạn mở nó như thế này này. Đó, nó sẽ kêu một cái cách như thế. Và sau đó các bạn có thể là tùy chỉnh âm lượng rất là bình thường. Lập tức thì cái đèn xanh này nó cũng sẽ sáng lên. Ở đây chúng ta có một cái đèn LED màu xanh này các bạn có thể thấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái hai ổ cắm. Đầu tiên là một cái ổ cắm dành cho tai nghe, và jack này cũng là jack 3.5, và một cái cổng 3.5 nữa để chúng ta gắn vào bên trong cái cáp chuyển đổi này. Đó, như thế này. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là một cổng sạc micro USB này. Rồi là một cái nút để tăng âm bass. Ở đây thì nó sẽ có hai cái chấm, chấm nhỏ là tắt này, còn chấm to thì sẽ là bật. Đó, còn một nút nữa đó chính là nó tăng thêm cái âm lượng nữa. Tức là nó sẽ cường hóa cái âm lượng lên cho những tai nghe có độ trở kháng cao. Ở đây các bạn sẽ hiểu rằng là đối với những tai nghe có độ trở kháng cao ấy, khi mà lắp vào điện thoại, cắm vào bình thường thì nó sẽ có một cái âm lượng rất là thấp. Thậm chí đôi khi chúng ta còn phải mở mát lên âm lượng trong điện thoại mà nó vẫn không nghe gì cả. Cảm giác nó rất là bé. Nhiều bạn bảo rằng là sao cái tai nghe này nó lại nghe bé thế, thì chứng tỏ cái chiếc tai nghe này có độ trở kháng rất là cao. Và cái nút mà để cường hóa âm lượng như thế này thì nó sẽ giúp cho những cái tai nghe trở kháng đó nghe được cái mức âm lượng to hơn trên cái chiếc điện thoại của chúng ta. Đó, đây là một điều mà các bạn cũng cần phải lưu ý này. Đó, cái nút này là cái nút cường hóa âm lượng các bạn nhé. Rồi, tổng thể của cái phần âm ly này thì chúng ta sẽ được hoàn thiện từ nhôm các bạn nhé. Và hai cái phần khung ở đây. Đây, hai cái phần khung thì kêu như là cái sừng đó các bạn à. Thì nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò đó chính là bảo vệ cái núm này, là cái núm vặn này, và bảo vệ những cái rắc được cắm vào bên trong đây nữa. Đây, cắm vào bên trong đây. Đó. Khi mà chúng ta đã cắm như thế này vào thì cái đầu còn lại ở đây chúng ta sẽ cắm vào cái jack 3.5 của điện thoại thôi. Rất là đơn giản. Và ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cũng như là lắp vào bên trong cái điện thoại của chúng ta nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái dây su, cùng với đó là một cái miếng như thế này. Cái miếng này là chúng ta sẽ để một cái phần mặt bóng. Mặt bóng là úp vào cái mặt lưng điện thoại ở đây, các bạn sẽ thấy nó bóng này. Mặt sau này nó sẽ không bóng nữa. Đó. Mặt bóng này thì chúng ta sẽ úp vào cái phần mặt lưng của điện thoại. Đó, cái này thì nó sẽ chống trơn trượt này, nó rất là khó trơn trượt mà cái này nó rất là trơn. Đó, cái này thì nó rất là khó. Đấy. Rồi, ok, chúng ta in vào như thế này này.
yên vào cho chính, cho đẹp nhất có thể thôi các bạn nhé. Đấy. Rồi, cái này thì chúng ta sẽ cấm vào cái này. Tùy vào cái sắc 3.5 trên cái chiếc điện thoại của chúng ta nó đặt ở đâu mà chúng ta sẽ là đấy, đặt theo cái hướng như thế này các bạn à. Nếu như cái sắc chúng ta nó ở trên này thì chúng ta sẽ đặt ngược nó như thế này. Đó, được chưa? Rồi rất là đơn giản đúng không nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cần làm như thế này. Rồi, lấy cái cuộn dây su trồng vào. Dây su này nó cực kỳ chắc và rất là khó bị đứt các bạn nhé. Nhưng mà các bạn vẫn có thể thay thế được bằng những cái cọng dây su bình thường thôi. Dây chun, dây thun gì đó. Một số vùng miền thì họ thường kêu là như thế. Chung cái dây này nó rất là chắc. Nó tặng cho chúng ta hai dây để cố định luôn mà. Cho nên các bạn cứ yên tâm đi. À, như thế này này. Đấy. Ôi, trông giống như kiểu mà mấy cái đồ mà lởm lởm ngày xưa mà ông cha ta hay kiểu làm gì ta. Mấy cái đồ mà kiểu nó lởm lởm mà thường hay có những cái phụ kiện đi kèm và cột cột như thế này lắm. Chứ nó sẽ không có một cái khớp nối nào cả. Đó. Thì rõ ràng là chúng ta cũng không thể nào yêu cầu hơn được. Trông nó sẽ như thế này. Đó, như thế này là chúng ta đã kích hoạt thành công là cái chiếc amply này rồi. Và như thế này cứ sử dụng thôi. Mình thấy rằng là cái trải nghiệm cầm nắm trên cái này nó khá là thú vị. Đó, nó không quá cứng đâu các bạn à. Cầm nó khá là thú vị. Khi mà nó sẽ có thêm một cái phần nhô ra đây nữa. Cầm thấy nó kiểu hơi bị thích ấy. Nhưng mà cái phần dây chun này nó sẽ che mất một phần để chúng ta thao tác cảm ứng. Đặc biệt là trên những chiếc điện thoại iPhone thì các bạn không thể nào mà vuốt từ đây lên được. Đó, vuốt từ đây nó mở màn hình lên được. Mà phải vuốt từ dưới màn hình vuốt lên. Chứ còn vuốt mà kiểu ở dưới màn hình vuốt lên là nó sẽ không mở khó màn hình đâu. Đây là một điều thật sự rất khó chịu. Nếu như các bạn không có phe đi hoặc là không có vân tay thì rất là khó chịu luôn. Về cái độ hoàn thiện của phần amply này mình thấy rằng là nó thật sự rất là chắc chắn các bạn à. Cảm giác như cái vỏ nó cực kỳ dày luôn ấy. Và mọi cái nút có trên này nó cũng hoàn thiện rất là chắc chắn. Lúc đầu mình tưởng rằng là những cái nút bé bé như là nguy cơ nó dễ hỏng rồi nó dễ lỏng này kia ấy. Nhưng mà thật ra thì nó rất là chắc chắn luôn. Đó. Chứng tỏ một điều đó chính là Topping họ đã cực kỳ tập trung vào cái phần gọi là cái độ hoàn thiện của cái bộ amply này. Đó, rất là chắc chắn luôn, rất là cao cấp. Mặc dù chỉ có mức giá là khoảng hơn 700.000 đồng thôi nhưng mà các bạn sẽ thấy này, cái mức độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Gõ vào trong này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái vỏ rất là dày. Và điều này thì trong quá trình các bạn sử dụng các bạn cũng sẽ lưu ý rằng là nếu mà để trên mặt bàn như thế này nó mình nghĩ khả năng cao nó vẫn sẽ bị xước thôi. Tại vì đây cũng là một cái bề mặt nhôm mà. Đó, rất là dễ xước và nó sẽ làm theo kiểu là dạng sơn full cát, trông rất là sang trọng luôn. Khi mà mình kết hợp với lại cái tai nghe Kirena Ship thì rõ ràng nó cho ra một cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều, tốt hơn rõ rệt so với lại cái chất âm bình thường của chiếc tai nghe này khi mà không sử dụng cái amply này. Với mức giá khoảng hơn 700.000 đồng và khi kết hợp với lại cái chiếc tai nghe khoảng 600.000 đồng thì cái chất âm nó cho ra mình nghĩ rằng là nó có thể là được sánh ngang với lại con Sony VKS-1000XM3 có mức giá lên tới là 4.500.000 đó các bạn à. Đấy là một chiếc tai nghe TrueWireless và so sánh như thế thì mình thấy rằng nó khá là khập khiễng. Nhưng mà các bạn phải biết rằng là cái chất âm nó có thể tương xứng như thế. Cái độ âm trầm, âm nổi của nó rõ rệt luôn, nó thể hiện ra một cách mà gọi là cái sự khác biệt cực kỳ là dễ dàng nhận biết được. Kể cả là tay trâu đi chăng nữa thì nghe vẫn là thấy được cái sự khác biệt giữa cái việc là chúng ta sử dụng cái bộ amply này cũng như là không sử dụng nó. Thật sự mình rất là kiểu thích cái bộ amply này. Tuy nhiên thì vấn đề ở đây chúng ta gặp phải đó chính là cái sự cồng kềnh. Mặc dù là nó dành cho điện thoại và cái kích thước của nó đã cực kỳ nhỏ rồi. Như thế này là cực kỳ nhỏ các bạn nhé. Nhưng mà mình thấy rằng là về tương lai ấy, thì rõ ràng những dòng tai nghe không gian nó sẽ đánh chiếm đa số thị trường hơn. Còn cái bộ amply này thì nó chỉ dành cho những người nào là gọi là chơi nhạc chuyên nghiệp thôi. Và chất âm của con này hoàn toàn hài lòng khi các bạn bỏ ra một cái số tiền tương ứng như thế là khoảng hơn 700.000 đồng. Lên 1 triệu thì chúng ta sẽ có những sản phẩm khác đáng giá hơn. Cũng thuộc cái dòng này mà kiểu như là NX2S hoặc là NX4 thì chúng ta sẽ có những cái chất âm nó tốt hơn nữa. Con này thì tại vì mức giá nó quá rẻ đi cho nên thành ra thì chúng ta sẽ không có cái đắt rời. Đây là một điều các bạn cũng cần phải lưu ý. Nhưng mà tổng thể lại thì rõ ràng cái chất âm nó cho ra vẫn cực kỳ là khác biệt. Con này thì nó có một cái nút mà để tăng bass ở đây. Tuy nhiên thì các bạn đừng có trông đợi quá nhiều về cái nút tăng bass này. Rõ ràng thì khi mình bật lên cũng như là mình tắt đi thì mình so sánh được rằng là nó không có sự khác biệt gì mấy. Và mình chưa có những cái thiết bị khác để mình trải nghiệm xem rằng là nó có sự khác biệt không. Chứ còn khi mà kết hợp với lại cái chiếc tai nghe này thì chỉ có cái nút mà cường hóa âm lượng ấy là nó có tác dụng thôi. Đọc trên một số bài review thì mình thấy rằng là cái phần mà nút tăng âm bass này thì nó sẽ bổ sung vào những cái phần bass bị thiếu nhẹ ở dãy tần số thấp. Tức là dãy tần số này chúng ta rất khó để có thể nghe được. Cho nên thành ra thì nó chỉ làm cho cái phần đó nó đầy đặn hơn thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi ảnh hưởng nhẹ về cái phần mà chi tiết của chất âm mic cũng như là treble. Đó, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị kéo xuống. Cho nên là khi mà chúng ta nghe nhạc những bài hát bình thường thì chỉ cần là khởi động cái phần amply này lên và nghe bình thường thôi. Chứ không nhất thiết là phải bật cái nút bass này lên để làm gì cả. Và tổng thể chung quy lại thì mình thấy rằng là đối với lại mức giá khoảng hơn 700.000 đồng, cái bộ amply dành cho smartphone này chúng ta sẽ có là một cái kích thước cũng như là thiết kế rất là đẹp và cực kỳ nhỏ gọn luôn.
nó thiên về tính di động mà. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái chất âm cho ra cực kỳ hay, tách bạch rõ ràng, chi tiết tốt, âm trường rộng, tạo ra được chúng ta là âm thanh trong phòng nhạc. Đó, cho nên là nghe âm trường nó rất là nổi và nó giống như là trong cái phòng hát vậy, nghe rất là hay luôn. Ok, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về bộ âm ly di động dành cho smartphone này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào phía đường link. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm này các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video để có thể là tham khảo được. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.